tiếng mở thung dung ngày lành nhẹ, tiếng mở thung dung thỉnh tam tòa tiên thanh hội công đồng hưởng mẫu chứng giang đàn duyên thiên tiên ấy cũng thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên tặng phòng thế thắng ấy sẽ loan ngự về gần cả thôn quê đất phủ dày gần cả thôn quê nghĩa hướng thiên bản nhà này bầu cải sẽ loan thích ra ngồi cùng đệ nhị địa tiên ni cung thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên tích xưa sinh thành nhớ trong đền sông xưa sẽ loan thích ra ngồi cùng thanh mẫu đệ tam cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự tòa thủy cung dưới đỉnh chân nhang phân cõi dung thiên thượng đệ từ tiền thanh nhật tài kim lô phong cảnh khắc nhân luân tịch viên mãn thập phương nam mô hương cung dạng bồ tát ma tát nam mô hương cung dạng bồ tát ma tát nam mô hương cung dạng bồ tát ma tát sư loan thích ra ngồi cung tam vị chúa tiên dâng măn sầu thỉnh chúa đệ nhất tây thiên ngự về cổ triều đinh đế chân lễ sắc nghe phong thương đằng biển đê tối linh tây thiên tam đạo địa linh dạo chơi non nước
xây cao mãi khi sáng đô thành. Đi tới đâu 12 cô thủ màn kiệu phóng loan, đón rước chúa bà lên anh linh giá ngự động tiên. Cô nhìn
chầu. Mọi nơi trong ngoài hao hức muốn vào xin tiếp phúc ban ân, xin Chúa ban cho chút lộc thần. Còn riêng ghê Chúa dành phần nhiều hơn. Tiên Chúa hồi cùng năm yếu rõ ràng, năm phương năm yếu rõ ràng, ngũ phương vạn cảnh Chúa bà huyền nở hoa. Mới biết bởi tay Chúa hành.
Đồng lộc cho lắm về đây càng nhiều, đàn so dài ngật sáng yêu. Đồng lộc cho nhiều hơn năm mấy năm xưa, họ trần con hương gói cung thờ. 31 ngày thứ hôm rằm, 31 hôm rằm 14. Lầm than đọa đầy cũng có khi về nơi bàn cảnh sai cô hầu chân mẫn vào xa ý chân dám đi ai bán nhà ở điều mua sai cô tiền nữ chúa bệnh xuống hành liệt bị chân tay mau đi tình tay người thầy và hồi cung định quyền cai trên thiên đình nhẹ con lớn định quyền cai trời làm đại hạt nắng đôi
khai quang dòng nhan thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng dạng kim phụng hoàng thân cần thánh đế tiên trung hương sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên tống quan đệ nhị chép thiên rõ ràng đề nhị chức dày tiên cung số ngồi đồng một tay ngài biến chép số mệnh trần gian sinh tử sốt ai có phen nửa cảnh đông lai rút dây hoa phúc cần nhật khắc tăng du có phen đằng ra vẫn cù mưa tuôn khói tòa sấm u dậy ba ngập bàn loạn sấm ba câu ca tụng chén rượu đào khoan chu chúc quan anh nhàn gió mát sang thành đàn ca sao thôi bay quanh cửa lâu lại có kinh tiếp hầu lưu quy ván cờ tiện đấu chí một hai thế giờ hồi cũng lẫm liệt tung hoành quy ra lẫm liệt tung hoành chứ ta sát quỷ có lớn tuần tranh tướng tài cảnh âm thanh nhiều nơi lịch sử nhập sang đài đào hát đi quê nghệ sân vầy thì sướng ca
dòng nhang khai quang thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng dạng kim phục hoàng thân cần thánh chúa tiên trung vương đang thâm gia ân từ bi mẫn chúng sinh ngô kim định lễ khai quang thập kỳ diệu quang minh chiếu đàn diên để nạp tiên tào sớ dâng để nạp tiên tào tấu lên thượng giới cung cao đế đình tấu về thủy phủ long cung chảy hóa trôi đến sông tranh còn đó ơn người mãi còn kiếm chi tam giới hay sắp tà sát quỷ dư tinh tôn quan tuần người bàn phép muôn linh quyền ngài cai quản chữ sinh nhà trời ra hồi cung đệ nhị chân ngàn dân văn nghi thánh dụ đệ nhị trên nào.
đàn tấn công tình quán đi dáng đàn chân đây trên đất vuông sương rơi lác đác tiếng gió rừng sao sạc năm cánh tiếng dễ kêu đồi ơi bằng dễ kêu đồi đuôi vắng thanh bên tai xào xạc lá cành gió reo con đường mòn dẫn vào hang động châu giáng sinh đất tổ đông cuồng năm thân ngày bao giờ dần sông ngầm dì dào nước chảy thoát xuôi về mảnh đất màu á còn dâng tặng nghe tiên thánh ở trên cuồng tuần quan giác đàn trực đây trên thượng ngàn gió cuốn rung cây ý à, ý à. Đi thấp lầu cao ý nghĩa gập ghềnh đồi thấp trèo xa núi đỏ lúc vào ngàn xanh trên tường ngàn tôi tu anh linh
dâng nhang bay biết năm tòa, năm tòa thành tấu trước tâm độ trì. Đưa về chầu dâng tiến tận nhang, dâng lên tam bảo mười phương độ trì, dâng lên tam bảo độ trì mười phương. Sai đô chịu lục cung, nàng tuân nàng ai vốn dọc sơn trang, tính tình hay mắng chúc mắng vàng, ý à tươi hà. Tiếng xanh tiếng nhạc vang dền, cũng đàn tiếng hát bay lên cung trời, đón dâu về ngự tươi chân thế, chứng cho thành đồng Bắc Kỳ thành tâm. Vui sao thầy hồi sức lâm, vui sao vui quá tu cấm về theo. Chân áo chiếc khăn xanh leo về bờ, khăn vấn đầu quần chân áo rắn, theo bước đùa thân thân đi mới về. Câu châu đổ bật lầm diên, thang ngâu cài tọc nên càng thêm khắc số mười mang ra thánh tướng vật đồ đề đá tháng này, bà đi cho tiền tốt lụa dày, bông và lộc cho lắm về đây càng nhiều, bà đi cho dài nhất sang yêu, bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đầu con tuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 14 hôm rằm 14.
gió nam thoảng hương bay ngào ngạt ní bóng bóng ác bà đã gác non tây trắng in mặt nước vơi đầy bảo hà nghìn cổ tích xưa nay y còn chuyện bóng hoàng về hôm nay từng bóng hoàng về đèn nhang sớm tối khói nhang phụng thờ trong kinh có chữ nam mô a di đà phật hoàng vô ngự đồng hoàng bảy lục chi thần thông chuộc chén rượu đào nhị
tuần à dâng lên bề ngọc để các cô dâng mời là mời rước quan hoàng đầy rơi ô rơi rước quan hoàng đầy rơi tám người rót chén rượu đào tam tần chúng nâng lên bề ngọc để các cô nâng mời là mời rước quan hoàng đầy rơi các cô nâng mời rước ông hoàng đầy trên bào hà có lắm thú vui thay ông hoàng bảy vui với phù dung với cỏ cây cung tiếc ai hẹn ý
giờ bao giờ trên đường ông đi chấm linh nghi tình cờ ông bày gặp tiên sáng ngô lưu phàn ở tiên là gặp tiên tình cờ ô tiên ông bày gặp lành cho lành kiếp này họ trần con tu đàng ý để dành cho đời sau sáng ngô liêu phàn sau mới là đời sau để dành mới khuyên ai giữ đạo làm người đến trước cửa mẫu lấy chữ Di Đà làm tất cả mới tâu qua với quan Nam Tào cùng quan Bắc đầu số chân tang lão Âu chết biệt kế ông nay là người yêu thuật thảo hiền tu nhân đích đức ông bày chép biên cho thọ trường ông bày nói rằng còn bao kẻ ngang tàn bao ngược chuyện đi hại người ông trừ cho thời không trước thời sau lỗi lầm nghề hoàng xa chi đâu sợ nguyện hoàng cho được như ý sợ cầu cho được tòng tâm đã lên đấng cầm ấn này mực mang chữ tội chữ phúc mà cần đừng ai khoe mình chọn vẹn muôn phần giữ tâm mà để rơi mất ông thầy cầm cân sao bằng thank you.
tôi sang ông một bộ bàn đèn xe ngàn đầu xưa có cả móc ni tiêm đạp vàng tiên cô nàng ta giấc hộp thuốc ăn thế là bữa ông bày hoàng trên chốn sơn lâm đốt đèn nhang trầm tiên cô nà tư đốt đèn nhang trầm ngọn đèn có kêu cho đỏ tay ông bày cầm móc tiến cô nàng nắm dâng hộp bánh nguyên kẹo xìu thuốc cống cũ cảnh tiên ai xanh bì bày giao khúc đàn thông miệng cá tay gầy ngũ cùng đe nót à dẫn đi chiếc nước ngà tiên cô nàng tám dâng y ông chiếc nước ngà đôi tay trải chuốt ông bấy khen là khô khéo yêu điều ấy tay cô nàng chín yêu điều ấy tay ngày ngày cô sách một đôi giày hồ ông thanh ra hồi cung trấn thủ Nghệ An Đức Hoàng mười trấn thủ Nghệ An mười ba năm lẻ hoàng làm quan đi đất phủ dày chống đất chí trời lưỡi gươm thiêng chống đất chí trời đánh đông dẹp bắc dẹp loài bình nhung ý thank you.
bóng hoàng về hôm nay, thỉnh bóng hoàng về đèn nhang sớm tối, khói nhang phụng thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô chân kinh, có chữ Nam Mô A Di Đà Phật mê hoàng vô ngự đồng. Dịch bức mạnh 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 đưa đường hoàng tử lộ trình tới đây, tinh tình tay tiên xót chén rượu đào nhật tần sơ nâng lên bệ ngọc để các o nâng mời là mời rước quan hoàng người rơi. Các o nâng mời dược ngóng mời xơi Quỳnh Tiên rót chén rượu nào, nhị tuần hà dâng lên bệ ngọc. Các o dâng mời là mời dứt quan hoàng người xơi. Ô xơi dứt quan hoàng người xơi. Quỳnh chuông chén rượu đào tam tần sung nâng lên bề ngọc để các o nâng mời là mời rước quan hoàng mười xây. Các o nâng mời là mời rước quan hoàng mười. Về chứng đàn chứng lệ hoàng chứng tâm cho ghế ông lòng thanh. Trần Hoa Nguyệt cầu nín ước được gia chúc luôn thật gừng đã cay chín tháng còn cay. Ơ chữ hoàng thứ nghề ông tình nặng nghĩa dây xa xôi trắng mây hoàng cũng vô đây để ngự đồng. Tiệc vui nay
độ cho ghế hòa trong nhà ấm êm màu hồng. Họ trần con cầu mấy nước kinh bái Phật tuyên ký, làm lỡ điều chi thì xin ông hoa phép thần thông chứng cho chúng thần chân sát nặng cắn cao sâu. Lời kêu tiếng cầu con xin hoa cho thờ lòng mong, ghế ông tâm thành xin hoa ngài đi đâu đôi đồ cho họ chân sườn đời mọi sự hạnh. Dù trần gian không còn vẫn vương mơ mà vì thương ghế hòa nên quan hoàng giáng lâm đàn tràng. Đàn tràng hôm nay đèn hoa kết nên đón hoàng ngự vui, diều nồng ngất ngây trong men say vơi lá trầu cay. Khói nhang sông trầm cũng đàn hòa theo câu hát, nguyện cầu chúc ý hoa bóng đẹp đồng sang. Đường về Nghệ An ngàn mây xanh nhẹ thắm, sớm long lanh núi hồng soi bóng dòng nam, tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rộn ràng. Về Tây An thấy lòng xôn xao, nghe danh dâm quan hoàng vang, xin cúi đầu họ trần thấp một tuần nhang. Cầu xin quan hoàng ban phước lớn, ban đất muôn may xuôi ngược nẻo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay chỉ đường. Cầu gian nan vẫn hạt tiêu tan, ai nhất tâm quan hoàng mười ban, nương bóng hoàng sẽ được bình an. Từ Nghệ An ông người giáng lâm nơi này, đường xa cách trở đâu có màn gió mưa đêm này. Từ về đây đồng sáng bóng quê quan hoàng ấp ấy, trước gần xa xem ai hữu diện hoàng ngược. Ông ban gió đồng ngày ngày dầu ngân sáng xiên, tức danh ba miền cửa nhà ra sự bình yên. Nhỏ phước cho thanh đồng, cho tiếng ca cung đàn, cho người trần thế chúng con bình an. Bốn phương nước non thanh bình, được đời đời cháu con hiền bình. Đời người ai mà có lần may mắn từ đồng anh bóng dương vàng, mới anh trong việc đào anh ở Tây Đông thì có ai bằng ông. Khi ông giáng lâm dương đồng đẹp sắc thời sáng như hào quang, người ta nam bắc nghĩ đó
đông tây tan đi buồn trăm nề gặp mây. Thành ra hồi cũng đây là cảnh bóng nai thiên tai, là cảnh bóng nai đâu có đôi thương nhẹ đại tài có hai đang ngầu vô hồng mẫu đi bơ toàn tiếng tắm lưng này mẫu bà yêu thương cô về đồng đánh tay phớt soi. Tiếng xanh tiếng gì vang dền
không đàn cao ngất bay đến ngã cuộc trời đón cô về bên nơi trần thế họ trần con bắc thế thành tâm ngân thôi ngày chạy hội sớm mừng ngôi sao vui có cung đàn tiếng to thương đồng loan giá về đây gót tiên dần dập hài hoa thước tha bông hồng nhìn dần theo câu ca thước tha bông hồng hòa theo câu ca tới đâu cô đi đến đâu cò đó sớm chiều cả ba tay thôi về bạc rừng ba bán cho trong họ giàu sang đời đời bán cho trong họ đời đời giàu sang sớm xong nghịt sườn núi tôi ngồi đâu tôi cũng ngồi đâu non cá thằng đi à tính tang y nghĩ thank you.
làm lễ dâng nhang, cô về làm lễ dâng nhang, dâng lên Tam Bảo mười phương hộ trì dâng nhang niệm Phật từ bi. Cung cấm quảng ngàn hằng cung cấm quảng ngàn cô chín nay xuống trần gian ở đồng đồn xưa gian ở thiền cung. Dâng cô chín đôi quạt à ba sáu hàng dương cô cầm tơi quạt tiết cô lại thương thanh đồng tình ta tình tình xưa giác ngự tiên đi tàu bởi xa chén ngọc nghề cũng cao ý về đình nghề cho nên cung ra hồi cung mà đến đây
độ bé ra vào. Đôi tay nâng bức manh đào, cậu bé về quỳ tôi. Từ sáng đến giờ cậu đi đâu? Từ sáng đến giờ để cho mẫu đời quan chờ các ghế tương tư ý. Khám xem bản đền cầu về, khám xem bản đền đi, khám xem đệ tử đặng nhạc thế nào cầu lên tôi đối thiên đình. Thầy quang dòng nhát tâm thì gieo cậu về chứng đàn riêng a tích tăng cũng ra kim phong hoàng nên cần thành chúa điện chừng thương. Bên đây cũng bắn con chờ.
ý từng